Khi mới bắt đầu nuôi ốc, việc ốc bị mòn đít hoặc mòn vỏ là điều rất bình thường đối với người mới. Nhưng làm cách nào để phòng bệnh mòn đít và mòn vỏ cho ốc bươu đen, ốc nhồi? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Có nhiều nguyên nhân khiến ốc bị mòn vỏ. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do môi trường nước bị ô nhiễm, thiếu các khoáng chất cần thiết như canxi để ốc làm vỏ. Biểu hiện bệnh mòn đít, mòn vỏ là như thế nào? Ốc chậm lớn, thành đít của ốc bị mòn, vỏ ốc màu trắng do bị bào mòn hoặc mất đít, ốc bị chết nổi trên mặt nước. Khi phát hiện ốc bị mòn vỏ, người nuôi cần chủ động điều trị theo các biện pháp sau. Cấp thêm nước mới vào ao nuôi, bể nuôi, bổ sung khoáng chất vào môi trường nước theo hướng dẫn của nhà sản xuất, hoặc tạt từ 2 đến 4kg vôi bột cho 10 mét khối nước. Để hạn chế bệnh cho ốc, người nuôi cần chủ động phòng bệnh theo các biện pháp sau. Thường xuyên theo dõi ốc và môi trường nước để có biện pháp xử lý kịp thời. Chọn mua con giống khỏe mạnh ở các cơ sở uy tín. Định kỳ thay nước 2 tuần một lần, mỗi lần thay khoảng 20-30%. Định kỳ 10 ngày một lần, bổ sung men vi sinh xử lý nước Hans Chepon và men vi sinh xử lý đáy Han Depon để duy trì môi trường ao nuôi, bể nuôi luôn sạch. Thường xuyên bổ sung thuốc bổ và khoáng chất trong suốt quá trình nuôi để tăng đề kháng, hạn chế ốc nhiễm bệnh. Han Vet luôn đồng hành cùng nhà chăn nuôi. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn thích trang Han Vet thuốc thủy sản và đăng ký kênh Han Vet TV để cập nhật nhiều thông tin mới nhất.